Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chơi chung team của mình. Team này chơi khá là bá đạo. Anh em nhớ kết bạn với những bạn mà mình đang chơi nha. Súng chưa, có súng chưa? Nhiều quá. Rồi, có cái súng lục rồi. Ở trên nóc nhà mà không? Không Đâu có đây ai. cần súng lục ta? Không ai nhảy ra đây hết ta. Bên ngoài trong nhà nha. Ai bắn, ai bắn? Bên đây, bên đây, bên đây. Đang qua, đang qua. Ê. Đang qua, đang qua. Chọt nó. Đâu Con xa. nào cái vậy? Em cứ tưởng nó có một hàng không à. Đầu xa kìa. Có hai thằng mà. Sao em thấy con đứa Hướng N. chỉ anh chỉ gì theo nó. Nó chạy lên đá. Hai đứa nó chạy. Không có đồ. Ui, ai bắn vậy? Tôi đang bắn. Dí luôn. Vậy đi vô nhà bự á. Nào. Nó chạy đây nè, nó chạy đây nè. Rồi trả mẹ là có giết. Trả mẹ là nơi này em giết tổn anh rồi. Mày nhị phải giết luôn rồi. Có gì không? Còn không Phúc ơi, còn không, còn không. Anh đi anh ơi. Nó có cái gì không quý? Nó có scat với hai băng đạn mà lấy hết rồi. Thằng Thanh Nam. Nè lấy này cho nè. Lấy cái gì? Mà không có ba lô, thừa một băng đạn á. Dưới đồ có thằng. Chú giết nó. Giết nó anh ơi. Hướng W. Ba thằng. Hai thằng luôn. Thằng. Để nó. Ở cái nhà. Còn kìa. Sau lưng, sau đó lưng. Nè, nó kìa, nó kìa. Nhà, nhà đỏ, đấm nhà tay đỏ luôn. Nhà đỏ, nhà đấm đỏ. Tay luôn, đấm tay luôn, đấm tay luôn. Đấm tay vô hả? Chơi luôn. Này yếu rồi. Chạy đâu chú em ơi, mày hết đường chạy rồi, mày đứng im cho tao. Đứng im, thằng kia. Nhảy đi đâu để chú đó, em ơi. Để đó bắn cho qua, để đó bắn cho. Để đó tôi bắn cho. Quá. Rồi, 110, 110, 110 ơi. Đừng có bắn. Nó đừng có bắn. Anh tao để đó. Mày không bắn. Tội. Đậu xanh. Thằng kia, thằng này. Thằng này rất hay bắn. Rất hay ơi nhá. Là phải chết bây giờ đi. Đang lút đồ. Ủa? Vậy là còn một đứa nữa không ta? Làm gì còn cái gì? Mới nằm thôi mà. Cái hưu của mình chưa lót xong mình chạy vào đây rồi. Đi kiếm mũ cho tớ đi bạn ơi. Đi kiếm mũ mới này ấy. Có ai nè. Ồ, trên này có con dao rồi. Ủa
hồi về khu của mình thôi. Lên đồi. Để né lốt cho ta. Vô, vô, rồi, hay lúc lúc rồi. Nhi ơi. Nhi ơi. Hả? Em vô cái chòi này nè, em vô cái chòi này nè. Vô giờ là Nhi ơi. Nhi ơi. Không bao giờ, không bao giờ. Con lô ba trong đây nè. Đâu? Trong chòi nè. Ba kìa Nhi ơi. Lôi ba trong kìa. Ba ba trong nè. Đây nè. Đi ra. Ra hút cho Nhi vô lấy ba lô ba kìa. Rồi vô đi anh em. Vô đi. Hấp diêm. Vô đi. Vô đi hấp diêm. Bơm lỗ cái bụng ra ba. Rồi hấp diêm. Bơm nổ á. Ôi ông chạy ra được rồi. Vô đây bom nổ chết bây giờ Nhi ơi. Nằm hết rồi đạn. À, hình hẹn tôi mất ba lô mà hết ai lỗ hơn. Thôi. Rồi chặn lấy chặn lấy chặn lấy. Rồi. Hai người trong đó đồng phòng đi. Trời. Mua quả bom nào nhỉ? Thôi đi 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 đi. Rồi xuống chòi đi dạo xíu đi. Làm hết cả đạn của người ta. Tôi sẽ đặt tựa đề là hấp diêm em gái. Một đạn này, rồi ơi. Mấy cái ông kia. Một đạn này bắn được cốt vô. Vài bữa lên sóng là sẽ được một câu là hấp diêm em gái. Thính thính nha. Chào anh. Ủa đạn nè. Đạn cũng không có, máu cũng không có. Mày gì bây giờ tốt chẳng rồi. Cái hũ lót gọi mày kiếm gì nữa. Đi kiếm đạn mới nè. À, đây có người đó à. Không có giáp, không có nón gì luôn. Nó bắn cái tét đầu. Người mới giáp 1 à, không có nón luôn. Phải đang hính mới được. Khu đó lót rồi mà nhờ Nhi. Đang xem nè. Mấy cục điện ta cũng lót hết rồi. Chị đè bo thôi. Xong vào được, xong vào được rồi. Đi, anh sẽ chở em đi về một nơi rất là xa. Chuyện mới. Nơi chỉ có hai chúng ta. Và hai trẻ kia là người ngoài cuộc. Tụi tao trước búp bê. Tụi tao trước, tao lập cái mũ và cái nón trước. Giục cái giáp của dây tao. Né tao mũ giá, mẹ đi. Dù gì xảy ra em, dù gì xảy ra em cũng đừng nhảy xuống xe nha. Đúng rồi. Khu này hay có người lắm, mấy khu này hay có người. Cho đồ ngon rồi lấy đi. Nó cũng muốn đi 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 xung quanh, đi xung quanh cái này đi. Có người không? Dạ. Là gì vậy? Là gì? Chỉ là lật xe thôi mà. Thế thôi. Lái xe kiểu gì? Kiểu lộn mấy vòng kìa. Anh là tay lái lụa đó.
giờ tông xe còn cái, tông cái thằng nó đang chạy ở trên đồi kia. Rồi tông thằng này đúng không? Quất luôn. Hết đồ rồi, hết đồ rồi. Bên xe em. Rồi chia hai người hai xe nha. Chia một người hai xe. Đua xe không? Theo con đường nha. Để cho tôi ngồi xe với người. Theo đường này này, đường ngược lại này. Đừng bắn, đụng. Ôi, bắn nhẹ lên xe bắn. Hốt nó. Không. Tự nhiên. Như nào nữa? Nổ xe bây giờ. Trời ơi, super. Làm mất chiếc hai chiếc xe. Ủa không phải. Ở đâu? Đâu? Để nó chạy đây là trong cái tên. Ở đây nè. Hai thằng. Một đứa nóc. Một đứa bể đầu rồi. Tới đi. Yếu rồi. Để đó cho em. Một thằng tới. Ủa? Đi. Còn thằng nữa. Không rồi. Ba lô bê. Nhanh chân có ba lô bê nha. Lên. giống như hội chợ nha. Đủ hết máu rồi xong. Rồi. Nó lùm đạn nhanh thiệt chứ. Không biết kìa. Hôm nay mày bắn đầu nó mà sao nó không bể cái mũ. Nó bể cái mũ của nó ta. Ai bỏ đạn vậy. Xin. Đi thôi. Vào rồi máu đầy đủ đi. Bốn bình máu à. Vé bắn còn sướng chứ mà. Ai nói xuống này cùi thôi. Kìa hai bên nó chạy kế bên kìa. Hướng 105. Đâu? Kìa chạy lên đồi kìa anh. Không thấy, đang lên. Đã bắn em. Anh nhìn thấy rồi. Đâu vậy? Đây. Cứu Phúc kìa, ai cũng ham mạng thôi. Em đâu có ham mạng đâu, em có ăn được mạng nào mà. Bơm nổ chết. Phúc tội nha, có máu. Này này, nắp liu nè. Máu rồi. Nó bắn có bể không? Thằng kia nó bắn nắp liu mày á. 44. Đây có cục máu nè. Bỏ đạn đi máu đi. Có đâu. Để khách sạn em thôi. Đúng rồi. Đập mày chết đấy. Mày đứng nặng. À bên đây đứng bên đây. Hướng A. Mày đưa anh. Một đứa. Nghe tiếng súng. Đằng sau. Không phải đằng sau. Đâu. Bắn đi. Kìa nó kìa. Đầu phòng nghe con thấy ghét vậy. Chạy dao nó luôn, yếu rồi. Dao luôn. Trong nhà anh ơi. Chặt nó. Không được mạng, không là mạng cuối, chạy dao nó được mất giáp á. Đầu phòng nó ra cứu nè. Chạy mất cái dao đầu đó. Lầy ghê. Ôi, hết máu rồi. Anh bà cái nón này. Ôi, cái gì vậy? Đậu xanh. Anh đi chạy mình nha. Đứng lại. Ui, có thằng kìa. Gốc cây anh ơi, gốc cây hướng 2245.
Mình mũ rồi. Khô máu đây. Ê, đi. Sau lưng rồi. 15, 15, 15. Em phải ăn này. Bây giờ ăn chay rồi. Trời ơi, còn cuối chiếc dao nha. Rồi, dao luôn nha. Mày nhìn không bắn nha. Quên đi, ai nhanh người được. Thôi, dao mẹ. Dao đi, cầm dao đi, cầm dao đi. Cái dao chỉ có chảo thôi. Từ, tiếp cận đây nha. Tập hợp nha, tập hợp đi chung nha. Cái ném bom. Tiến công, nói nè. Rồi, thấy rồi. Tản ra nha, tản ra, không tao bắn chết bây giờ. 185 để em chặn đường nó trước cho nó không chạy qua đây. Nghĩa lực kinh. Vô nào nè. Kệ nó. Vô. Chơi nó, hiếp dâm nó. Chim nó. Thằng này có cây súng, thằng này có xịt chát à. Xịt chát chứ. Ủa ba ngoài tao chặt cái đầu nè. Đừng chặt nó. Đừng. Từ từ coi nó làm gì đó. Coi nó làm gì. Một chơi một nè. Rồi chơi một một đi. Đó đậu phòng. Cầm súng ra chạy đó. Chơi nó. Cầm súng đậu phòng đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Nhớ đăng ký kênh và cho video một like nếu cảm thấy hay nha. Chào tạm biệt mọi người nha.